phải lên trái ở đâu anh? Cứ đi thôi, lúc nào có ngã ba xong. Cái này là đi Hà Giang này. Đấy, và đường có một đường rẽ sang này là đi Hà Giang, đây là đi ra chỗ mình. Ô kia đã tìm cái gì cho nhau kìa. Thứ lửa tháo không? Rắc này. Ôi. Chào hai em nhé, đang làm gì đấy hai em? Đang chơi á? Đang tìm cháy à? Ở đây có cháy á? Ở đây bây giờ mình vẫn có cháy á? Chăn trâu đúng không? Ờ đúng rồi, chăn trâu mà. À, ở đây gọi là thôn gì đấy hả em nhỉ? Ở đây à? Đây là gọi là thôn gì? Không biết đâu. Không biết á? Thế mình ở thôn nào mình cũng không biết à? Xín Mần Hà Giang à? Sao ra tận đây đấy? Anh em ở đây à? Không, mình đi đây chưa. Thế là ra đây từ sớm á? À? Đi từ đây ra ra Xín Mần là hết bao nhiêu phút đấy? Tầm một ngày. Một ngày á? Vâng. Một ngày vẫn đây vào sáng. Thế sáng là ra đây? Không phải chứ, chắc là đùa nhau. Đùa anh à? Thế anh ở đâu? Anh ở Lào Cai. Lào Cai hay Lai? Hả? Có cháy thật à? Thật mà. Em thử bắt một con cháy để anh xem nào. Từ bé đến giờ anh không chưa nhìn thấy cháy bao giờ ấy. Hôm qua được mẹ có cháy mà. Hả? Có thật không đấy? Chắc là có đùa nhau chứ, làm gì bây giờ còn có cháy. Có trứng mà. Trứng á? Để cho em xem một chút được không? Đâu? Ví dụ xem nào. Lấy một cái xem nào. Cái đấy khả phía. Ô, lại đánh nhau thế này. Không phải chăn trâu nhỉ? Xem có thật à? IP là nói tiếng gì? Mình là nói tiếng gì đấy hả em? Dân tộc. Dân tộc gì đấy? Tộc Tày mà. Tộc Mông. Tày á? Sao là IP? Có cháy thật à? Để cho anh xem một chút được không? Một con thôi. Chắc. Không tìm thấy đâu. Thử tìm xem nào. Mà chạy bỏ tục lò. Xả lời của mày. Ô, bị vặt rồi. Có, chắc không có đâu. Ôi trời, đầu tôi đau hết rồi ấy. Nó cắn à? Có phải là có cháy là đầu mình nó bị ngứa không? Hay là nó tóc nó phát triển tốt hơn? Không ngứa đâu. Tóc càng dài. Tóc dài à? Thế thì chứng tỏ nuôi cháy là để cho tóc dài đúng không? Đúng rồi. Xem à đấy á, trắng trắng đấy á. Đấy xem con cháy nào. Trứng nó thôi. Trứng thôi á? Nhưng mà nó phải có con chứ đúng không? Không có con đâu. Thế nó ở đâu nó tự mọc ra đấy? Thằng tắm mớ vẩn. Xem hồi mãi mới chán. Không. Bấm xì là mong vua. Sao hỏi anh lại cứ cười anh nhỉ? Anh xấu trai quá cứ cười à? Không, thế anh đi du lịch à? Anh đi du lịch mà. Du lịch không biết chán à? Du lịch không biết chán. Du lịch sao mà chán được, gặp người đẹp như hồi em đây sao mà chán được? Hả? Hai em bảo đi bộ từ Hà Giang ra đây du lịch rồi còn. Sắp rồi. À đấy phải... đúng rồi, em cũng bảo đi du lịch không biết chán à? Không thấy chán à? Em chán rồi. Cho anh mượn cái khăn một chút được không? Đây xem nào, khăn này là bán cho anh đi. 100. À, 100 anh mua luôn. Đưa đây. Điếng mà này. Ồ, đây là cơm đúng không? Cơm mi mà. Cái gì đấy? Ơ đây là cơm à? Ừ. Cái này phải cơm. Lấy ra đi. Lấy ra. Ở bên mình, ở chỗ mình đây. Thế là có chồng con chưa? Có. Có rồi á? Ô thế là thế nào nhỉ?
Tay em bị đứt à? Bị cái gì cắt à? Thế bọn em cầm liềm à? Thỉnh thoảng chán chán là lấy liềm cắt tay chơi đúng không? Cũng hay nhỉ. Đâu con cháy đâu, đâu tìm hộ anh một con được không? Tìm được một... hai có vô này. Cứ tìm được một con anh cho 10.000. Thật đó. Thật luôn. Một con cháy cho nó. Ôi, phải nó phải ơi, nó phải biết à? Nó phải biết chuyển động nhá. Tìm cháy bán. Tìm cháy bán à? Cháy bán. Anh ừ. Mua về anh bán. Anh mua để nuôi à? Anh mua về nuôi để cho tóc dài, tóc anh dài anh ngắn. Quá. Thật mà. Đi cày chửi hai một cái là thường. Là mình đã đây ơi. Đang chuẩn bị lấy cái gì á? À đây còn rất là nhiều. Thế ơi, sao khai à? Tôi xếp tránh mà. Tôi xếp tránh. Anh. Ôi đi thôi. À đi đi gặt lúa à? Thế cho nhau đi cùng chơi được không? Đi. À đi nhỉ? Ờ đi thôi. À hay quá nhỉ. Bắt từ hai em đang bắt cháy bây giờ đi chơi với hai em luôn. Đi gặt lúa. Ờ bọn anh nó biết gặt lúa. Mình ở đây là không phải người xính mần chứ? Phải à, nếu mai bọn em đi thì đi theo bọn em có phải đúng không? Mai đi á? Ừ. Vâng, mai đi nhờ.